Thưa quý vị, liên quan tới hình ảnh xá lợi tóc Đức Phật gây xôn xao dư luận, trong những ngày gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu Chúa Ba Vàng và Đại Đức trụ trì gỡ bỏ ngay những giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở Chúa Ba Vàng trên trang thông tin của Chùa, cũng như các trang mạng xã hội liên hệ đến sự việc trên. Theo đó, từ trưa nay 31 tháng 12, trang web chính thức của Chùa Ba Vàng đã gỡ bỏ những thông tin giới thiệu hình ảnh của xá lợi tóc của Đức Phật. Ngoài ra, các tài khoản trên mạng xã hội của chùa Ba Vàng, Facebook của thầy Thích Trúc Thái Minh cũng gỡ bỏ những thông tin này. Trước đó, ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, cử cấp báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và việc tổ chức sự kiện này. Chùa Ba Vàng cho biết sau khi diễn ra lễ chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật, có những thông tin trái chiều cho rằng đây là hiện vật giả được làm từ cỏ pili chùa khẳng định xá lợi của đức phật là biểu tượng tôn giáo cao quý và thiêng liêng về tôn kính xá lợi của đức phật là lễ nghi và niềm tin tôn giáo của đạo phật Theo thông tin trên website của Chùa Ba Vàng, đây là một trong tám sợi tóc Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương gia người Myanmar từ hơn 2.600 năm trước. Cũng theo Chùa Ba Vàng, xá lợi tóc Đức Phật được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar. Hiện sợi tóc này đã theo trụ trì Chùa Parami trở về Myanmar và liên quan đến vấn đề này ban tôn giáo chính phủ đã trao đổi và có văn bản gửi giáo hội phật giáo đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc đức phật được trưng bày tại chùa ba vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức về sự việc một số người sau khi xem clip cho rằng đây có thể là một loại lá cỏ phơi khô nhìn giống như là tóc người khi cho nước sẽ tự chuyển động được loại cỏ này không hiếm và được bán trên các sản thương mại điện tử với giá rẻ